Chúng tôi hân hoan chào đón tất cả quý vị đang theo dõi chương trình sự kiện trực tuyến do Khải Hoàng Lan tổ chức định kỳ hàng tuần thông qua livestream của Facebook với chủ đề nối dài hành trình khám phá TNT City Millennia. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ, nhận được nhiều thông tin hữu ích khi xem chương trình. Và đến với buổi livestream ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị ba vị diễn giả vô cùng đặc biệt. Chị Nguyễn Thủy Minh Nguyệt, giám đốc vùng khu trung tâm đại diện phòng kinh doanh dự án. Chị Phan Ái, trưởng phòng Sàn Kim Sơn đại diện phòng kinh doanh dự án. Và anh Đỗ Hoàng Sinh đại diện nhà phát triển dự án. Kính thưa quý vị, rất nhiều chuyên gia dự đoán khi tâm bão Covid-19 đi qua, dịch bệnh được kiểm soát thì sức bật của bất động sản sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và bùng nổ. Và minh chứng cho điều này, quý vị có thể thấy hàng loạt các dự án được tái khởi động, các sự kiện mở bán online với hàng trăm giao dịch thành công, thu hút đông đảo giới đầu tư. Vì thế, quý vị nên có sự chuẩn bị cho riêng mình với những lựa chọn tốt nhất để sở hữu kênh đầu tư sinh lời chắc chắn. Và trong số một loạt các dự án đó thì TNT City Millennia lại là khu đô thị duy nhất được tung ra thị trường trong năm 2021 này. Sở hữu diện tích rộng hơn 267 hectare cùng nhiều tiện ích nổi trội đến từ nhà thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới Belcolin, mang lại cho quý cư dân không gian sống an toàn, thịnh vượng. Và giá trị cốt lõi mà dự án mang lại để quý vị có thể an tâm đầu tư ngay tại thời điểm này đó chính là pháp lý hoàn thiện, chủ đầu tư giàu tiềm lực tài chính và uy tín trên thị trường bất động sản. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị cùng xem video clip giới thiệu siêu dự án tinh hoa của năm 2021 và phần trình bày thông tin dự án TNT City Millennia của diễn giả Phan Ái. Trong bối cảnh bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đối diện thách thức thiếu quỹ đất để phát triển dự án quy mô lớn, xu hướng phát triển các khu đô thị ở thị trường quanh thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang diễn ra mạnh mẽ. Minh chứng là sự tham gia của những thương hiệu bất động sản uy tín với những khu đô thị quy mô lớn đang thúc đẩy làn sóng đầu tư và an cư tại các khu đô thị vệ tinh sát vách thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Long An có lợi thế lớn khi sở hữu diện tích giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất, quỹ đất còn lớn và kết nối giao thông thuận lợi. Tọa lạc tại xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, ngay cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn, TNT City Millennia sở hữu lợi thế cực lớn khi thừa hưởng hạ tầng giao thông hiện đại đang không ngừng đầu tư, nâng cấp và chuẩn bị hoàn thiện như hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ dự kiến nhánh đầu tiên hoàn thành vào cuối năm nay, thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công trình. Dự án chống ngập ngăn triều hoàn thành 95% tiến độ. Tuyến metro số 4 Thành Xuân - Hiệp Phước, tuyến dài nhất trong 8 tuyến metro với 35,7 km dự kiến khởi công năm 2026. Cùng nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Long An sẽ được nâng cấp mở rộng như đường Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, đường Long Hậu. Các tuyến đường hiện hữu rộng bình quân từ 18 đến 22 mét, 4 làn xe sẽ được nâng cấp lên khoảng 40 mét, 6 làn xe. Đại đô thị TNT City Millennia 267 hectare hứa hẹn mở ra thiên niên kỷ phát triển mới tại đô thị vệ tinh trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Tiên phong thiết lập chuẩn mực sống mới và hiện đại, tâm điểm thương mại sầm uất, thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội cho khu vực Tây Nam Sài Gòn. Với ưu thế từ liên kết vùng, các cư dân của TNT City Millennia sẽ dễ dàng tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đồng bộ, tiêu chuẩn quốc tế chỉ với thời gian ngắn di chuyển. 9 phút để đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, 10 phút để đến cảng Hiệp Phước, 10 phút để đến tuyến metro số 4 kết nối với ga metro số 4 tại điểm gần nhất tại Depot khu đô thị Hiệp Phước, 15 phút để đến nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, 15 phút để đến Đại học Remit, Đại học Tôn Đức Thắng, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Tiên Đức, Trung tâm Thương mại SC Vivo City, 20 phút để đến Trung tâm Thương mại Lotte, Trung tâm Thương mại Crescent Mall, 30 phút đến trung tâm quận 1. Mang dấu ấn của mô hình đô thị ven sông thịnh vượng trên thế giới, TNT City Millennia sở hữu thiết kế sang trọng, thời thượng, lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông, dung hòa kiến trúc hiện đại từ nhiều dự án nổi tiếng như Riverside Area Singapore, The Channel Korea, Commercial Street USA, hướng đến phong cách sống thanh lịch, năng động, ấn tượng, Millennia City Lifestyle. Ưu ái diện tích cho không gian xanh và các tiện ích nội khu, TNT City Millennia mang đến cuộc sống đa trải nghiệm cho cộng đồng cư dân tinh hoa với chuỗi tiện ích all-in-one đẳng cấp, đa dạng, gần gũi với thiên nhiên. Tiêu biểu là phân khu 1.1 với tổng diện tích 32,5 hectare,
nhưng có tới 6 hectare diện tích được đầu tư phát triển hàng loạt tiện ích độc đáo như công viên cây xanh, cụm cây thiết kế, khuôn viên dạo bộ, hồ bơi, phố ẩm thực, khu vực thể thao, gian hàng cho khách tham quan, điêu khắc nghệ thuật, trung tâm thương mại, trường quốc tế liên cấp. Mỗi ngày tại T&T City Millenia hứa hẹn là những khoảnh khắc sống an nhiên, thư thái, tràn ngập nguồn năng lượng vô cùng tích cực, cùng vô số trải nghiệm quý giá, thú vị đang chờ đón quý cư dân tương lai. Trong tương lai gần nhất, khi các công trình hạ tầng trọng điểm của khu vực hoàn thành và đi vào hoạt động, mặt bằng giá bất động sản cần dùng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, cộng hưởng các lợi thế đắt giá từ vị trí chiến lược, quy mô lớn với quần thể kiến trúc độc đáo, tiện ích đẳng cấp, loại hình sản phẩm đa dạng. Và đặc biệt là tốc độ tăng trưởng nhanh của Cần Chuột Long An, T&T City Millenia hội tụ trọn vẹn tiềm năng tăng giá vượt trội, cơ hội an cư và đầu tư lý tưởng khi thị trường bất động sản Tây Nam Sài Gòn ngày càng nóng bỏng. T&T City Millenia, thành phố thiên niên kỷ. Xin kính chào quý nhà đầu tư và quý khách hàng, tôi là Phan Ái. Hôm nay tôi vô cùng vinh dự giới thiệu đến quý anh chị về thông tin dự án T&T City Millenia. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Tập đoàn T&T Group là một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, thành lập và phát triển hơn 25 năm, gồm 60 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hùng mạnh. Phát triển đa lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, thể thao, bất động sản, cảng biển, logistics, v.v. Bên cạnh đó, tập đoàn T&T cũng tham gia các hoạt động xã hội mang ý nghĩa đạo đức, đóng góp cho cộng đồng. Gần đây nhất là trao tặng 50 triệu liều vaccine và hơn 2 triệu bộ kit xét nghiệm trong công cuộc phòng chống Covid-19 tại Việt Nam vừa qua. Hiện tại, T&T Group đã đạt được những bước tiến quan trọng khi ký kết với nhiều đối tác hàng đầu trên thế giới như Hoa Kỳ, Đan Mạch, Nga với đa lĩnh vực, tổng mức đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD. Trong lĩnh vực bất động sản, những năm vừa qua, tập đoàn T&T Group đã phát triển nhiều dự án trải dài từ Bắc vào Nam như Hà Nội, thành phố Vinh, Hưng Yên, Đà Nẵng, An Giang và Vĩnh Long, v.v. Nổi bật nhất và gây sức ảnh hưởng tới nguồn cung hiện nay khi gia nhập thị trường bất động sản miền Nam với dự án quy mô lên đến 267,3 hectare được quy hoạch hiện đại chuẩn theo khu đô thị kiểu mẫu. Sắp tới sẽ cung ứng ra thị trường các sản phẩm đa dạng, đó là dự án T&T City Millenia, sở hữu vị trí vàng kết nối giao thông thuận tiện. Dự án tọa lạc cạnh khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An và liền kề khu đô thị cảng Hiệp Phước. Di chuyển nhanh chóng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như 5 phút đến Nguyễn Văn Tạo, Lê Văn Lương nối dài, chỉ 10 phút đến ga metro số 4, kết nối đến quận 1 chỉ 16 km. Với vị trí chắc địa như trên, T&T City Millenia sẽ bứt phá về giá trị gia tăng, đáp ứng nguồn cung nhu cầu nhà ở thực hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đại đô thị T&T City Millenia với quy mô 267,3 hectare cung ứng ra thị trường các loại hình sản phẩm đa dạng, chất lượng. Dự án được phân chia thành 4 giai đoạn, giai đoạn 1, 2, 3 và 4. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở bán đợt đầu tiên tại giai đoạn 1, phân khu 1.1. Được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Á hiện đại, trẻ trung, phân khu 1.1 với quy mô 32,5 hectare cung cấp chỉ 1.122 sản phẩm. Trong đó, shop thương mại 361 sản phẩm có 2 loại, loại 1 cao 4,5 tầng và loại 2 cao 4 tầng. Biệt thự song lập đặc biệt chỉ 34 sản phẩm độc bản, được thiết kế một trệt 2 lầu, nằm ngay cụm nội khu công viên tầm view đắt giá và dãy nhà phố ẩm thực sôi động. Còn lại là sản phẩm nhà phố liền kề với thiết kế một trệt 3 lầu, diện tích ngang từ 6, 7, 8, chiều dài đa dạng 16, 18 đến 20 mét với ưu thế vượt trội về loại hình sản phẩm đã được khách hàng đánh giá rất cao so với một số dự án lân cận, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng về kinh doanh hoặc sinh sống, thoải mái lên ý tưởng cho chính ngôi nhà của mình. Với định hướng phát triển theo khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất hiện nay,
Chủ đầu tư dành hẳn 45 hectare để thiết kế cảnh quan và các công trình tiện ích. Đặc biệt, phân khu 1.1 mở bán sắp tới với 32,5 hectare, nhưng chủ đầu tư dành đến 6 hectare để làm 24 công trình tiện ích nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu cho những cư dân đầu tiên về đây sinh sống. Chúng tôi xin điểm sơ qua một số tiện ích lớn trong phân khu 1.1. Y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe, thiết kế hiện đại. Về giáo dục, trường học liên cấp mầm non, tiểu học, trung học, cơ sở sẵn sàng phục vụ cho quý cư dân có con nhỏ ở độ tuổi này đến lớp mà không cần phải đi đâu xa. Bên cạnh đó, còn có trung tâm thương mại Samut ngay tại nội khu dự án. Ngoài các tiện ích tại phân khu 1.1 nói trên, đại đô thị TNT City Millennia còn rất nhiều tiện ích nổi bật khác như bệnh viện chăm sóc sức khỏe toàn diện, trường học liên cấp chuẩn quốc tế, hồ bơi, resort 5 sao phong cách đa dạng, phố ẩm thực với nhiều món ăn đặc sản, khu nghệ thuật điêu khắc sáng tạo, sân vận động thể thao đa năng, công viên ven sông dạo bộ tận hưởng không khí trong lành. Đặc biệt, chợ nổi mang đậm nét văn hóa miền Tây Nam Bộ có 102. Dự án được thiết kế bởi nhà thiết kế cảnh quan danh tiếng Pecolin International. Pecolin đã biến hóa những vùng đất hoang sơ trở thành những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hạ Long Marina hay của Hawaii, Laguna Phuket, Thái Lan, vân vân, và đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Tương tự, tại TNT City Millennia sẽ là một sản phẩm tiếp theo gây tiếng vang lớn và chắc chắn làm hài lòng nhiều đối tượng khách hàng trong thời gian tới. Tiếp theo, chúng tôi xin bật mí về giá bán dự kiến cực kỳ hấp dẫn cho nhà đầu tư và quý khách hàng như sau. Giá bán dự kiến nhà phố chỉ từ 25 đến 29 triệu trên 1 mét vuông. Nhà phố thương mại giá từ 29 đến 33 triệu trên 1 mét vuông. Nhà phố thương mại xây sẵn đa chức năng vừa ở vừa kinh doanh giá chỉ từ 45 đến 49 triệu trên 1 mét vuông. Đặc biệt, 34 viên kim cương biệt thự song lập giá chỉ từ 24 đến 27 triệu trên 1 mét vuông. Thực sự, đây là mức giá quá tốt cho phân khúc bất động sản liền thổ hiện nay nằm ngay trong khu đô thị được quy hoạch bài bản như TNT City Millennia. Với những thông tin hữu ích như trên, vị trí chắc địa, tiềm năng tăng giá vượt trội, tiện ích đẳng cấp, chúng tôi tin rằng dự án TNT City Millennia sẽ là lựa chọn số 1 trên thị trường bất động sản cho quý nhà đầu tư trong thời gian tới. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Văn Ái về những thông tin chi tiết vô cùng hấp dẫn về chủ đầu tư TNT Group và đại đô thị TNT City Millennia. Kính thưa quý vị, với lợi thế vị trí độc tôn, những tiện ích đẳng cấp cùng với giá bán hấp dẫn thì Đồng Tâm nghĩ rằng tất cả quý vị đang rất mong chờ những chính sách bán hàng ưu việt mà chủ đầu tư mang lại có gì đặc biệt hấp dẫn. Xin mời quý vị cùng giao lưu với chị Nguyễn Thụy Minh Nguyệt, giám đốc vùng khu trung tâm, đại diện phòng kinh doanh chủ đầu tư. Cảm ơn MC Đồng Tâm. Tôi, Minh Nguyệt, xin chào quý khách hàng và nhà đầu tư. Trong kinh doanh, dòng tiền là yếu tố được xem là quan trọng bậc nhất và là sự sống còn của một doanh nghiệp. Đầu tư bất động sản cũng vậy, dòng tiền quyết định khả năng sinh lời cho nhà đầu tư. Ví dụ như một bất động sản trị giá 3,3 tỷ đồng đã bao gồm VAT. Khi đầu tư thông thường, quý khách hàng phải thanh toán ngay 3,3 tỷ đồng này. Còn đối với TNT, cũng với 3,3 tỷ đồng đó, quý khách hàng sẽ chia nhỏ các đợt thanh toán. Sau khi đặt cọc thành công 50 triệu đối với nhà ở liền kề hoặc 100 triệu đối với nhà phố thương mại và biệt thự song lập. Đợt thanh toán đầu tiên, ký hợp đồng mua bán sẽ thanh toán 30% tương đương 990 triệu đồng. 6 đợt thanh toán tiếp theo, cách nhau 30 ngày mỗi đợt. Mỗi đợt như vậy thanh toán 9% tương đương 297 triệu đồng. Đợt thanh toán thứ 7 là 11% tương đương 363 triệu đồng. Đến đây, quý khách hàng không phải tiếp tục thanh toán, mà khi nào chủ đầu tư thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lúc này khách hàng mới thanh toán 5% còn lại, tương đương 165 triệu đồng. Với lợi thế thanh toán linh hoạt, chia nhỏ từng đợt, với số tiền chưa đến hạn thanh toán, khách hàng có thể sử dụng tiếp tục xoay vốn đầu tư, mang lại thêm lợi nhuận cho bản thân. Và đặc biệt,
Khi theo phương thức thanh toán chuẩn này, anh chị sẽ được chiết khấu thêm 1% và trừ trực tiếp vào giá bán. Nếu khách hàng thấy phương thức thanh toán chuẩn này thời gian xoay vốn chỉ trong vòng vài tháng hơi ngắn, tôi muốn giới thiệu thêm cho nhà đầu tư một chính sách rất ưu việt. Anh chị chỉ cần chuẩn bị trước 30% để ký hợp đồng mua bán. Sự khác biệt nằm ở đây, 70% còn lại sẽ được ngân hàng cho vay và giải ngân trực tiếp cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc 12 tháng kể từ ngày ký vay. Đặc biệt hơn, quý khách hàng sẽ được miễn phí trả nợ trước hạn trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất. Điều này có nghĩa là gì? Quý khách hàng đầu tư một sản phẩm trị giá 3,3 tỷ đồng, nhưng anh chị chỉ cần bỏ vốn 990 triệu đồng, phần còn lại 2 tỷ 310 triệu đồng, khách hàng có thể kinh doanh đầu tư thêm vào việc khác trong vòng 12 tháng để gia tăng lợi nhuận cho bản thân. Sau 12 tháng đó, anh chị mới lấy 2 tỷ 310 triệu đồng này trả thêm cho ngân hàng mà không mất một đồng phí nào cả. Vài khách hàng sau khi nghe tôi chia sẻ về chính sách vay ngân hàng xong cảm thấy rất hứng thú và có hỏi tôi rằng ngân hàng cho vay là ngân hàng nào, hồ sơ thủ tục vay là gì và cần chứng minh thu nhập ra sao. Tôi xin chia sẻ hiện tại ngân hàng đang hỗ trợ cho vay dự án là SHB chi nhánh Phú Nhuận. Tên đầy đủ của ngân hàng SHB là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội, đồng thời là ngân hàng bảo lãnh cho toàn bộ dự án. Bên cạnh đó, TNT là cổ đông chiến lược của ngân hàng SHB. Hồ sơ vay rất đơn giản, bao gồm thứ nhất là giấy tờ chứng minh nhân thân, thứ hai là sổ hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thứ ba là hồ sơ chứng minh thu nhập của khách hàng. Lấy ví dụ, quý khách hàng đầu tư một nền sản phẩm nhà phố giá 3,3 tỷ đồng. Khách hàng được hỗ trợ cho vay 70%, tương đương 2 tỷ 310 triệu đồng và được cho vay tối đa lên đến 25 năm, tương đương 300 tháng. Tôi lấy ví dụ sau thời gian hỗ trợ lãi suất của chủ đầu tư, dự kiến lãi suất ngân hàng lúc đó là 12% một năm. Chạy bài toán ra, tiền gốc mỗi tháng là 8 triệu đồng, tiền lãi là 23 triệu đồng. Vậy, hết thời gian hỗ trợ lãi suất, số tiền anh chị cần thanh toán mỗi tháng chỉ có 31 triệu đồng và số tiền này sẽ được giảm dần theo thời gian. Nghĩa là mỗi tháng, quý khách hàng chỉ cần thanh toán 31 triệu đồng là sở hữu được một sản phẩm ở đây rồi. Một số vốn thực sự quá tốt cho nhà đầu tư. Để đảm bảo được khả năng thanh toán của mình, quý khách hàng và nhà đầu tư chỉ cần chứng minh số tiền gốc, lãi hàng tháng phải thanh toán nhỏ hơn 80% thu nhập hàng tháng của mình là được. Tương đương, quý khách hàng chỉ cần có thu nhập 38 triệu 900 nghìn đồng tháng là mình đã đủ điều kiện được vay rồi. Đó là về chính sách sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng. Tuy nhiên, có một số quý khách hàng thắc mắc rằng bây giờ anh có một số tiền nhàn rỗi muốn thanh toán sớm luôn thì có được không em? Và hiện ưu đãi như thế nào? Và hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng một chính sách vô cùng phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Nếu như anh chị có một số tiền nhàn rỗi thì đó là phương thức thanh toán siêu linh hoạt với 3 hạn mức khác nhau 50%, 70% và 95%. Tùy vào nhu cầu thanh toán sớm của mình, quý khách hàng sẽ được chủ đầu tư tặng mức ưu đãi tương ứng. Đầu tiên, quý khách hàng đặt cọc trước. Sau khi chọn căn thành công, trong vòng 7 ngày, quý khách hàng sẽ thanh toán sớm 50% thì sẽ được chiết khấu ngay 6% và được trừ trực tiếp vào giá bán. Nếu quý khách hàng thanh toán sớm 70%, mức chiết khấu là 7,5% và đặc biệt nhất, thanh toán 95%, anh chị sẽ được chiết khấu 10% và được trừ trực tiếp vào giá bán. Sau khi quý khách hàng thanh toán 95% xong, trong vòng từ 15 đến 30 ngày, anh chị sẽ nhận được bất động sản ngay để tiến hành xây dựng ngôi nhà mơ ước. Đây là những chính sách vô cùng ưu đãi mà chủ đầu tư dành cho quý khách hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cũng như bảo vệ tối đa quyền lợi của quý anh chị khi đầu tư vào dự án TNT City Millennia. Để cảm ơn và tri ân quý khách hàng đã dành thời gian tham gia trực tuyến cùng KISS ngày hôm nay, ban tổ chức muốn dành tặng một chỉ vàng cho khách hàng nhanh tay nhất booking thành công dự án này trong vòng 24 giờ kể từ ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn, khi quý khách hàng booking thành công tại dự án TNT City Millennia sẽ được hỗ trợ lãi suất cho số tiền booking.
Đối với khách hàng chọn mua sản phẩm thành công thì sẽ được hỗ trợ lãi suất 12% một năm tính trên số tiền booking kể từ ngày khách hàng chuyển tiền booking thành công vào tài khoản của Khải Hoàng Land, và số tiền đó sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán của sản phẩm. Vì lý do nào đó mà khách hàng chưa chọn được sản phẩm ưng ý thì vẫn nhận được quyền lợi. Anh chị sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên đến 8% một năm, và quyền lợi đó được tính trên số tiền booking kể từ ngày khách hàng chuyển tiền booking thành công vào tài khoản của Khải Hoàng Land, và số tiền lãi suất sẽ được Khải Hoàng Land chuyển cho khách hàng sau ngày tổ chức sự kiện mở bán. Với những chính sách rất ưu việt này, tôi tin rằng các nhà đầu tư sớm có booking thành công và chọn được cho mình sản phẩm ưng ý nhất. Cảm ơn phần cung cấp thông tin rất hữu ích của đại diện phòng kinh doanh để khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính ngân hàng, từ đó đầu tư hợp lý và hiệu quả hơn. Kính thưa quý vị, pháp lý luôn là nỗi trăn trở lớn nhất của khách hàng mỗi khi đầu tư vào các sản phẩm bất động sản. Và thấu hiểu những nỗi lo lắng đó, chủ đầu tư luôn mong muốn hoàn thiện bộ pháp lý một cách tốt nhất. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với anh Đỗ Hoàng Sinh, đại diện nhà phát triển dự án, sẽ công bố cho quý vị pháp lý cao nhất để quý khách an tâm hơn khi đầu tư vào sản phẩm của dự án TNT City Millennia. Xin kính chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư và xin cảm ơn MC Đồng Tâm. Kính thưa quý vị, chắc chắn rồi, pháp lý là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với mọi nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án nào. Và đã có khá nhiều khách hàng chia sẻ với tôi và bày tỏ sự lo ngại về những dự án đã mua xong rồi mà chờ mãi không thấy ký hợp đồng mua bán. Rồi khi muốn chuyển nhượng lại cho người khác thì cũng rất khó khăn, trong khi các dự án đó chưa có đầy đủ pháp lý. Thấu hiểu được nỗi băn khoăn đó của khách hàng, hôm nay chúng tôi xin được trân trọng công bố thông tin về hiện trạng pháp lý dự án TNT City Millennia. Thứ nhất, dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Long An cấp giấy phép xây dựng số 360 ngày 23 tháng 6 năm 2020. Theo đó, công ty cổ phần Thái Sơn Long An là thành viên của tập đoàn TNT Group, được phép xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 thuộc dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thứ hai, thông qua văn bản số 4991 của Sở Xây dựng tỉnh Long An ngày 30 tháng 11 năm 2020 có nêu: dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu thương mại và biệt thự chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Kính thưa quý vị, như vậy có thể khẳng định là dự án đã có đầy đủ pháp lý cao nhất để mở bán cho nhà đầu tư một cách hợp pháp. Ngay sau khi khách hàng đặt mua và thanh toán 30% là có thể ký hợp đồng mua bán và xây dựng được ngay. Đồng thời, sau khi hoàn công xong thì sẽ ra sổ hồng từng căn cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng muốn chuyển nhượng trong thời gian hợp đồng mua bán thì cũng rất dễ dàng, bởi vì dự án đã có đầy đủ pháp lý cần thiết. Thêm một thông tin quan trọng nữa, đó chính là theo văn bản số 1532 ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB chi nhánh Phú Nhuận thì ngân hàng đã đồng ý cấp tín dụng hạn mức bảo lãnh cho chủ đầu tư bàn giao nhà hình thành trong tương lai. Thời điểm hiện tại, chúng tôi khẳng định là dự án đã có đầy đủ pháp lý cao nhất hiện nay, và quý khách hàng, quý nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đặt mua sản phẩm tại dự án TNT City Millennia của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị diễn giả đã mang đến những thông tin cực hot về đại đô thị TNT City Millennia để khách hàng có thêm kênh tư vấn phù hợp cho những sản phẩm đầu tư sắp tới. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều câu hỏi của các khách hàng gửi về cho fanpage của chương trình. Và hôm nay xin cho phép tôi được đọc tại đây để đại diện nhà phát triển và phòng kinh doanh sẽ trả lời cho quý vị ngay tại livestream này nhé. Một chị khách hàng có tên là Trúc Diễm có đặt câu hỏi cho chương trình là: tôi thấy dự án TNT hơi xa, còn ở khu đông như quận 9 và quận 2 thì gần hơn, nên tôi đang có một chút cân nhắc. Thì theo anh chị, thị trường ở đâu thời điểm này đầu tư là thích hợp nhất? Xin được phép mời chị Phan Ái sẽ trả lời câu hỏi này cho chị Trúc Diễm được biết ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Trúc Diễm và xin cảm ơn MC Đồng Tâm. Trước tiên, em xin đồng cảm với sự lo lắng của chị. Vì thật ra khi nghe Long An, một số anh chị khách hàng khác cũng nghĩ xa giống như chị vậy. Nhưng bên em đã có một cuộc khảo sát thực tế và kết quả như sau. Nếu tính đoạn đường từ trung tâm quận 1 đến quận 9 là hơn 20 km, nhưng từ trung tâm quận 1 đến dự án bên em chỉ chưa đầy 16 km. Điều đặc biệt
Dự án TNT bên em tuy là ở Long An, nhưng chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh một con sông thôi. Tiếp theo, thời điểm này đầu tư ở đâu là thích hợp cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều khách hàng. Như chị đã thấy, thời gian vừa qua thị trường khu đông nói chung và quận 9, quận 2 nói riêng, các bất động sản đang trong giai đoạn bão hòa do giá đã tăng quá cao, cơ hội thanh khoản thực sự không còn hấp dẫn với nhà đầu tư nữa. Còn khu Nam thì khác, cơ sở hạ tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Như chúng ta đang thấy là các tuyến đường huyết mạch đang được thực thi như khởi công Hầm Chui, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, hay mở rộng Lê Văn Lương và tuyến Metro số 4 sắp khởi công. Các hệ thống chống ngập sắp đưa vào hoạt động. Đặc biệt, tuyến đường DT826 ngay dự án đã có quyết định mở rộng 40m. Ngoài ra, dự án TNT còn liền kề khu công nghiệp Long Hậu hiện hữu và khu đô thị cảng Hiệp Phước. Cách phố Mỹ Hưng, quận 7 chỉ 15 phút di chuyển bằng xe hơi. Các yếu tố trên chắc chắn sẽ là bàn đạp vững chắc cho bất động sản có vị trí đắc địa như TNT City Millenia tăng giá theo từng chu kỳ. Thời điểm này, dự án đang trong giai đoạn mở bán đầu tiên, là giai đoạn có mức giá tốt nhất. Nếu như khách hàng đầu tư hoặc an cư trong giai đoạn này là rất phù hợp. Khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện, chắc chắn bất động sản Long An nói chung và TNT nói riêng sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, gia tăng đột biến. Với những thông tin quan trọng này, em tin chắc rằng chị cũng đã hình dung được tiềm năng tăng giá tại khu Nam trong thời gian tới. Chúc chị sẽ chọn được sản phẩm ưng ý cho mình tại dự án TNT City Millenia. Em xin hết. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Trúc Diễm. Xin cảm ơn câu hỏi rất hay của chị Trúc Diễm và câu trả lời của chị Phan Ái. Và tiếp theo chương trình là câu hỏi đến từ anh Thành. Anh có hỏi điều gì để thị trường bất động sản trở nên sôi động sau dịch Covid-19 và thu hút nhà đầu tư đến với dự án TNT City Millenia? Mong chương trình cho biết nhận định của mình. Xin được phép mời anh Đỗ Hoàng Sinh sẽ đại diện nhà phát triển dự án trả lời câu hỏi này cho anh Thành được rõ ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Thành đã đặt ra câu hỏi rất là hay. Qua câu hỏi này thì có lẽ anh đang quan tâm yếu tố vĩ mô về dòng tiền đi vào thị trường. Và để giải đáp cho câu hỏi này thì tôi cũng xin đưa ra nhận định của mình như sau. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể nhận thấy đó chính là hiện nay các nước như Mỹ hay Trung Quốc đã có những chính sách bơm dòng tiền khổng lồ để kích thích nền kinh tế sau đại dịch. Và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Điển hình là chỉ từ tháng 6 đến nay, nước ta đã bơm hàng trăm nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế. Dòng tiền rẻ ào ạt vào thị trường và khiến cho mọi thứ đều tăng giá. Không biết là quý vị có để ý hay không, những ngày gần đây các mặt hàng như xăng dầu, sắt, thép, xi măng hay rất nhiều mặt hàng khác đều tăng giá chóng mặt và trong thời gian tới chắc chắn sẽ là bất động sản. Ngoài ra, nhà nước ta còn đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong đó tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và bất động sản cũng được hưởng lợi từ đây. Trải qua hơn 2 năm đại dịch với rất nhiều nỗi lo âu về sức khỏe, thời điểm này đây, thứ quý giá nhất đối với nhiều nhà đầu tư đó chính là sự an toàn. An toàn về kinh tế, an toàn về sức khỏe. Xu hướng nhà đầu tư bắt đầu dịch chuyển và đóng các dự án có hệ sinh thái hoàn chỉnh như nghỉ dưỡng, mà tại đó có không gian trong lành. Và TNT Group đã đón đầu xu hướng với dự án TNT City Millenia. Dự án tọa lạc ngay cạnh bờ sông tự nhiên rộng lớn, không gian sinh thái trong lành với hơn 45 hectare diện tích mặt nước và cây xanh, rất tốt cho sức khỏe. Nhà đầu tư cũng có sự khắt khe hơn cho việc chọn mua một bất động sản nơi mà hội tụ những yếu tố như pháp lý sạch, thanh khoản tốt và tiềm năng tăng giá. Quý vị có thể hình dung là với một bất động sản riêng lẻ hoặc một dự án nhỏ lẻ khác thì nhà đầu tư đối diện với rất nhiều rủi ro về pháp lý như tranh chấp, chồng ranh, chồng thửa, vướng quy hoạch, vân vân. Còn đối với một sản phẩm ở quá xa trung tâm thành phố thì sao ạ? Thanh khoản là một vấn đề rất khó khăn. Khi nhà đầu tư cần chuyển nhượng để giải quyết vấn đề tài chính, lại tìm không thấy người mua. Nhưng với dự án TNT City Millenia thì hoàn toàn khác. Như tôi có đề cập ở trên, pháp lý của dự án đã được hoàn chỉnh và đủ điều kiện mở bán. Ngoài ra, dự án có vị trí cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ một cây cầu, một thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam. Đặc biệt là dự án còn liên kề với khu công nghiệp Long Hậu, một khu công nghiệp không khói có quy mô lên đến 374 hectare, và cụm khu công nghiệp cảng Hiệp Phước, Nhà Bè
với hàng ngàn chuyên gia đang làm việc tại đây. Thêm một yếu tố nữa đó chính là hiện nay quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh phần lớn dành cho các dự án chung cư cao tầng, rất khan hiếm về loại hình sản phẩm nhà liền thổ. Và vì vậy, khi đó dự án TNT City Millenia sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư. Dự án TNT City Millenia hội tụ đủ yếu tố như pháp lý sạch, thanh khoản tốt, tiềm năng tăng giá và đặc biệt là sở hữu một môi trường sống trong lành, an toàn cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, với những ưu điểm vượt trội về pháp lý và lợi thế về vị trí độc tôn cùng với những tiện ích đẳng cấp được thiết kế bởi đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, thì dự án TNT City Millenia mang đến cho nhà đầu tư sự yên tâm tuyệt đối về một nơi an cư lý tưởng và là nơi đầu tư sinh lời bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn câu hỏi rất hay từ anh Thành và xin kính chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Xin cảm ơn những nhận định về thị trường bất động sản trong thời gian tới của anh Đỗ Hoàng Sinh và câu hỏi rất thú vị của anh Thành đã gửi về cho chương trình. Tiếp theo là một câu hỏi tâm nghĩ cũng rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó là câu hỏi của anh Quang Hải. Anh có hỏi, nếu khách hàng quan tâm đến việc mua sỉ thì có những chính sách chiết khấu nào hấp dẫn dành cho khách hàng hay không? Và xin được phép mời chị Minh Nguyệt sẽ trả lời câu hỏi này cho anh Hải được biết. Tôi cảm ơn câu hỏi rất hay của anh Quang Hải. Khi anh đặt câu hỏi này, tôi nhận thấy rằng anh Hải rất quan tâm dự án TNT City Millenia. Đối với giai đoạn 1.1, chính sách mua sỉ này chỉ áp dụng đối với trường hợp khách hàng tự mua hoặc nhờ người thân trong cùng sổ hộ khẩu đứng tên trên các sản phẩm mua sỉ. Nếu anh chị mua 3 sản phẩm sẽ được chiết khấu ngay 0.5%. Anh chị mua từ 4 đến 6 sản phẩm sẽ được chiết khấu 1%. Và đặc biệt hơn, nếu anh chị mua từ 7 đến 10 sản phẩm trở lên, anh chị sẽ được chiết khấu lên đến 1.5%. Tất cả sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán trong hợp đồng. Với những chính sách mua sỉ tuyệt vời như vậy, tôi tin chắc rằng anh chị sẽ có thêm nhiều lợi nhuận. Chúc cho anh Hải cùng quý nhà đầu tư lựa chọn cho mình sản phẩm ưng ý và vị trí đẹp nhất trong dự án TNT City Millenia. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Minh Nguyệt cùng các vị diễn giả đã đến tham dự chương trình và những câu hỏi đóng góp rất hay từ quý vị khán giả đã gửi về cho fanpage của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mang dấu ấn của mô hình đô thị ven sông thịnh vượng thế giới, TNT City Millenia cộng hưởng các lợi thế đắt giá về vị trí độc tôn, kiến trúc độc đáo, tiện ích đẳng cấp và sản phẩm đa dạng. Vì thế, mỗi ngày sống tại TNT City Millenia hứa hẹn là những khoảnh khắc sống thư thái, an nhiên, ngập tràn hạnh phúc. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi với các số điện thoại bên dưới màn hình để được tư vấn cơ hội vàng sở hữu siêu phẩm tinh hoa của năm 2021 quý vị nhé. Và chương trình livestream đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị khách hàng, những nhà đầu tư thông thái có thật nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.